Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cùng với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa làm phương tiện? Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa làm phương tiện? Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Hết quyển thứ 119.